Thưa quý vị, lễ hội Dinh Cô là một trong ba lễ hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được Bộ Văn hóa Thể thao công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Ban tổ chức lễ hội Dinh Cô cho biết lễ hội Dinh Cô là một trong những lễ hội nước lớn nhất của ngư dân vùng biển Nam Bộ, với ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an và cầu cho ngư dân được mùa biển thuận lợi. Năm nay lễ hội diễn ra 8 ngày từ ngày 17 đến hết ngày mai ngày 25 tháng 3, tức từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 2 âm lịch, tại khu di tích lịch sử văn hóa Dinh Cô, Mộ Cô thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Theo tương truyền, vào giữa thế kỷ 19 có một cô gái trẻ tên Lê Thị Hồng, còn gọi là Thị Cách, bị tử nạn trên biển và trôi dạt vào bờ biển Long Hải. Người thiếu nữ này rất linh thiêng, thường hiển linh phụ trợ ngư dân đánh bắt cá, nên được ngư dân gọi là Long Hải Thần Nữ và được người dân thờ cúng. Ban đầu Dinh Cô chỉ là ngôi miếu nhỏ, mái tranh vách đất nằm kề bãi biển. Do bị sóng gió cuốn lở đất cát nên phải rời lên chân núi. Năm Canh Ngọ 1930, các vị tiền hiền và nhân dân trong vùng tổ chức quyên góp xây cất lại Dinh Cô rộng lớn, vững chắc hơn. Nhưng sau đó, năm Đinh Mão 1987 đã xảy ra một trận hỏa hoạn thiêu rụi tòa thánh điện, nên ngư dân địa phương và bá tánh tiếp tục đóng góp xây dựng lại. Vào năm 1995, Dinh Cô cũng đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Lễ hội Dinh Cô gồm phần lễ và phần hội. Năm nay, phần lễ ngoài các nghi thức cúng truyền thống, nghi thức thỉnh long vị sẽ được địa phương lắp cầu thang di động để đoàn rước long vị bà lớn, ông Nam Hải và thần hoàng từ biển vào Dinh Cô. Khi đến bờ sẽ đi trên cây cầu này để phục vụ, thỏa lòng nhân dân và du khách chiêm bái linh vị. Năm 2024, lễ hội Dinh Cô cũng sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan chiêm bái.